áp lực thực tế từ việc học hành nó còn không nặng bằng cái áp lực tâm lý từ phụ huynh. Bố mẹ quá đặt nặng vấn đề điểm số, và đây là một trong những quan điểm dạy con sai lầm. Chắc chắn có nhiều bạn sẽ nói là: ủa, bố mẹ muốn con điểm cao vì muốn tốt cho con, vì muốn con có một tương lai tốt đẹp thôi. Yeah, mình không phủ nhận điều đó, nhưng ở đây mình đang nói về những bậc phụ huynh đang đặt nặng điểm số một cách thái quá và tiêu cực. Con đi học về, thay vì hỏi là hôm nay con đi học có hiểu bài không, thì câu đầu tiên hỏi là hôm nay mấy điểm. Thay vì hỏi là hôm nay con đi học có vui không, hay là có bị bạn bè ăn hiếp không, thì câu đầu tiên vẫn là hôm nay mấy điểm. Khi mà có điểm thi ra điểm thấp, thay vì hỏi là mày đã cố gắng hết sức với cái điểm số này chưa, thì chỉ biết chửi tại sao mày điểm thấp thế. Thay vì thử nghe lý do vì sao cái môn này điểm nó không cao, thì chỉ biết chửi nói là ngu, lười, dốt nát. Thậm chí nhiều khi con được 8 điểm, 9 điểm vẫn không hài lòng bố mẹ, thì họ muốn 10 điểm cơ. Thay vì hỏi con, à cái chỗ con sai đó là con không hiểu, hay là con làm nhầm, hay là như thế nào đó, thì cũng chỉ chửi thôi. Có một số phụ huynh thì họ sẽ rất tâm lý, họ biết con họ là giỏi bên tự nhiên hay là giỏi bên xã hội, không thể giỏi đều hết được tất cả. Nhưng nhiều phụ huynh họ còn đòi hỏi con họ phải giỏi đều tất cả các môn cơ. Các môn khác điểm cao hết, nhưng một hai môn mà điểm thấp vẫn bị nói nha. Đúng một điều là bố mẹ phải đặt áp lực thì con nó mới có cái động lực để cố gắng. Nhưng đặt áp lực phải đúng cách, chứ không phải là ép nó một cách rất là thô bạo và bắt buộc nó phải cho ra những con điểm thật cao. Vì vậy cho nên nhiều khi cái áp lực thực tế từ việc học hành nó còn không nặng bằng cái áp lực tâm lý từ phụ huynh. Bởi vậy quan tâm là đúng, nhưng quan tâm sai cách thì nó còn gây ra tác dụng ngược.